Em xin chào các bác. Hôm nay em quay lại với cái cây xanh Huế quen thuộc. Chắc hẳn nhiều bác cũng quá quen quen thuộc với cái cây lan kiệp xanh Huế này của em đúng không ạ? Đây chính là cái cây xanh Huế mà em để trên ban công nhà em. Và em đã luyện từ lá 2 cm lên 6 cm. Hiện nay thì cây ở vườn ở cây ở trên ban công thì em vẫn đang mọc rất là tốt. Thế nhưng mà như các bác có thể thấy là thời gian gần đây thì những cái măng lớn này nó đang phát triển một cách rất là vượt trội. Những cái măng lớn này đang phát triển rất là vượt trội. Đây các bác có thể thấy, đây là chính là cái thân mà nó đã lên được cái lá 6 cm. Đây các bác nhìn. To vật vưỡng đúng không ạ? Còn bên cạnh nó là hai cái măng cũng đang vừa thoát lên rất là nhanh. Và các bác có thể thấy là em chỉ đem xuống vườn có mấy ngày thôi mà đến bản thân em cũng không nhận ra được. Thì rõ ràng là cây lan kiếm thực sự nó rất ưa ẩm, ưa mát. Ưa ẩm thôi chứ không phải là ưa mát. Nếu mà mát quá thì lá vống ngay. Nhưng mà ở vườn em thì như các bác có thấy là dưới thì nước này, nước em lót đĩa này. Trên thì có dàn tưới phun mưa. Trên thì có dàn tưới phun mưa ngày tưới 3 lần nên lúc nào nước cũng rất là thoải mái. Và chính vì thế nên là nó cái sự lớn của nó, cái tốc độ lớn nó còn nhanh hơn cả trên ban công nhà em. Có 3-4 ngày thôi mà khi xuống em không nhận ra nổi nó nữa. Nhưng càng lớn nhanh như vậy thì lại càng xuất hiện một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn tới. Đấy là cái sự chật chội quá ở trong cái khóm lan này. Như các bác thấy, cái khóm này thì nó còn có chỗ để xòe ngang ra. Cái thân này, cái măng này nó còn có chỗ để xòe ngang ra. Còn cái măng này thì nó bị ép ở cái thân quá lớn này. Bên này vướng cái này, nên là nó đang vươn ra chiều dài ra. Ra thẳng ngoài nó mới thoát lá ra, nó mới xòe lá ra. Thì như vậy về lâu về dài thì nếu chúng ta mà cứ tiếp tục để như vậy thì nó vẫn ra lá bình thường thôi. Vì tự nhiên nó luôn luôn có cách để tìm được những cái phù hợp cho bản thân cái cây thôi. Nhưng rõ ràng như vậy thì sau này cái dáng của cái thân này suy trưởng thành nó sẽ xấu chứ nó không được đẹp. Nó sẽ hơi bị đuỗn ở cái phần gốc, mãi lên trên nó mới xòe lá ra. Và em thì em đang muốn là nó côn cây đều, giống như cái thân bên này, nó xòe đều hết ra. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là em nghĩ là cái thân mà em đã luyện lên 6 cm này nó cũng đã đủ trưởng thành rồi. Các bác nhớ nhé, lan kiếm thì cứ được 6 tháng là đủ trưởng thành. Là bây giờ các bác có thể tách. Và cái để nhìn thấy nó trưởng thành được cái dễ nhất đấy chính là khi mà nó đã ra được cái mầm mới. Thì bản thân nó đã ra cái mầm mới ở đây rồi. Mầm mới xinh xinh ở trong này rồi. Đây. Thì như vậy là cái tuổi trưởng thành nó đã đầy đủ rồi. Ta hoàn toàn để yên tâm tách ra. Và tiện đây thì em cũng xin được trao đổi luôn một cái bí kíp nhỏ để có thể là tạo ra được những chậu lan kiếm khủng. Trước đó thì em cũng xin đính chính một chút những cái vết đen đen bẩn bẩn ở trên lá này, các bác thấy. Thì đây không phải là nó bị bệnh đâu ạ. Đây là mấy hôm trước thì em phun cái Orgum. Nó là một loại phân hữu cơ giúp cho cây nó xanh lá, dày lá hơn. Nhưng mà sau khi phun này, đây lần đầu tiên em phun cái loại đó chứ mọi khi em dùng loại khác. Lần này em dùng cái Orgum thì nó để lại những cái vết nâu nâu như thế này trên lá, không được thẩm mỹ cho lắm. Và để giúp kinh nghiệm thì sau này thì em sẽ chỉ bón gốc thôi, chỉ tưới lên bề mặt chậu này thôi, cho cái phần rễ ở dưới nó ăn thôi chứ không phun lên lá nữa. Em cũng vừa thử dùng cái oxy già, cái bông tẩm oxy già để lau lá nhưng mà không lau nổi. Thế còn ở vườn ấy, vừa về vườn cái là gặp phải cái miếng mồi ngon này. Cây lan kiếm xanh Huế này về đây chắc là ngon nhất hội ở đây, nên là lập tức là có một chú côn trùng vào cắn ngay tạo thành vết nơi đây, rất là đáng tiếc. Đúng cái lá non trong cùng này, thành ra là nó đang rất là đẹp, gần như là không có một tí vết gì. Cuối cùng thì về vườn có 3 hôm thì dính ngay một phát là bị côn trùng cắn. Em đang nói giờ về cái chuyện bí kíp để tạo được một cái chậu lan kiếm khủng, lan kiếm đẹp. Thì em xin nói sơ lịch sử về chậu kiếm này.
Trước tiên thì em mua đây là chậu lan kiếm giống, thì tất cả các biết biết các bác biết rồi. Nó đường kính cái bản lá chỉ có từ 1,8 đến 2 cm mà thôi. Và em không có cái điều kiện để tìm được những cái cây lan kiếm sinh Huế với bản lá rộng ngay từ đầu. Nên cách tốt nhất là em phải luyện một cách rất là nhanh chóng để luyện được cái lan kiếm sinh Huế từ 2 cm này ra để co nó lên được ngay 6 xăng. Và sau khi lên được rồi thì em sẽ tách cái thân lan kiếm sinh Huế mà đã được 6 cm này ra để cho nó tách nguyên ra. Và khi mà từ cái thân mẹ này mà nó đẻ ra những thân con thì chắc chắn là chỉ từ 6 cm trở lên mà thôi. Thì chuyện đấy nó quá là đơn giản, đặc biệt là với cái quy trình mà em đã áp dụng từ trước đến nay. Chứ nếu như chúng ta cứ tiếp tục để nó như thế này thì hiện nay nhìn nó có vẻ là ấm chậu, rất là đầy đặn đúng không ạ? Nhưng có hai vấn đề. Một, đấy là cái sự chật chội của hai cái măng lớn này như em đã nói trước đó. Thứ hai là nó có sự không đồng nhất về cái kiểu lá và dáng lá. Những cái lá mẹ thì nó hơi vống, nó hơi cao, nó không vống. Những cái lá mẹ thì nó không vống đâu, nhưng nó cao hơn so với cái thân kia chỉ có 40 đến 45 cm thôi, còn thân mẹ được khoảng hơn 50 cm. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cái bản lá không đồng nhất thì các bác là nhìn thấy ngay. Vậy nếu để muốn làm được cái chậu lan kiếm khủng đẹp thì cũng như nhiều kiếm thủ khác thôi, là chúng ta phải triệt cái thân già, từ mà các anh em chơi kiếm hay gọi đó là triệt thân già, hay nói cái khác chính là để tách những cái thân già, thân cũ, lá nhỏ này ra. Chúng ta lại tiếp tục làm giống, và cái thân đạt tiêu chuẩn như thế này chúng ta lại tách riêng ra, làm riêng một chậu để chăm bẵm riêng, luyện riêng để tạo thành một cái tác phẩm lan kiếm đẹp sau này, với những cây lan kiếm mà có cái bản lá rộng 6 cm trở lên, thân côn lá, bản lá thân côn cây từ trên xuống và không bị quá cao, cao tầm khoảng 40-45, em nghĩ tối đa 50 cũng vẫn được, nhưng cũng chỉ nên giới hạn đến thế thì em nghĩ thì là vừa hơn thì đẹp hơn đó. Và chính vì vậy là em đã quyết định là cần phải tách cái chậu lan kiếm này ra, mặc dù là như các bác thấy là cái lực nó đang lên rất là mạnh. Và khi mà tách ra thì với cái quy trình mà em đang làm từ trước nay là em sẽ cắt hết rễ đi, vì đất hiện nay đang rất là ẩm, thân cũng đang rất là non, những cái rễ mình giữ chưa chắc đã có thể tồn tại được về lâu về dài, mà khi nó đã mục rồi thì rất là dở. Thì em không thích có những cái rễ mục ở trong chậu, nó chính là những tác nhân để gây ra những cái bệnh hại sau này cho cây, và nó chính là cái tác nhân mà rất là thu hút những cái loại côn trùng, những loại địch hại đối với cây, ví dụ như là cuốn chiếu, sên, kiến, vân vân. Nên là cái cách tốt nhất đấy chính là ta phải tách cái thân trưởng thành này ra, tách những thân già đi kèm với những cái thân măng này, để thân già nó còn nuôi măng, vì măng còn quá non, chúng ta không thể tách măng riêng được. Thứ nhất là còn quá nhỏ chưa thể tách được, thứ hai nữa là nó chưa thể tách riêng được, thứ hai nữa là nó cái tuổi sinh lý nó chưa đủ 6 tháng, nên mình tách ra thì nó bị già cây sớm đi, thì sau này sẽ rất là hại cây sau này. Nên là những mỗi một thân măng, mỗi một măng lớn như này em sẽ phải kèm cái thân mẹ nó để trồng riêng. Sau này nếu như cái thân này nó lại lớn to tiếp 6 cm, bây giờ em lại phải mất công lần nữa, lại tách lần nữa. Như vậy các bác có thể thấy là trời lan, lan kiếm cũng như loại lan nói chung cũng rất là kỳ công, cũng không phải là đơn giản, không phải là ngày 1, ngày 2 để có thể có được những cây lan kiếm đẹp, những tác phẩm lan kiếm đẹp, mà chúng ta phải luôn luôn áp dụng đúng những quy trình chăm bón sao cho đạt những cây lan kiếm đẹp nhất, dạng thân kiếm đẹp nhất. Sau đó rồi chúng ta lại tiếp tục định hình nó bằng cách là tách những cái thân trưởng thành ra để có thể là tạo ra những cái chậu lan kiếm đồng nhất về thân lá củ, sao cho nó hài hòa nhất, tổng thể nó đẹp nhất, thì bây giờ mới thành được cái tác phẩm lan kiếm. Đấy. Như vậy là em đã trình bày xong cái nội dung ngày hôm nay. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em cũng như là kênh Nhật ký Trồng Lan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.